Hello bạn nhé, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với video của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bằng tất cả những kinh nghiệm mình có trong quá trình đánh góc vuông và chỉnh vị trí chân cột hay còn gọi là tảng cột cho nó phù hợp nha các bạn. Đó, đầu tiên thì mình dùng cái thước vuông của mình để đặt vào, xong là căng dây 2 mét cho nó chuẩn là ok rồi. Nhưng bắt buộc hai dây này các bạn phải thăng bằng cho nó bằng nhau nhé. Khi bạn căng dây rồi, các bạn chỉ cần kéo dây và các bạn buộc dây vào vị trí cột mà các bạn đánh dấu, tức là cột ghép cột bằng bao nhiêu á. Ví dụ 2 mét thì các bạn buộc dây vào, các bạn đặt tảng cột đúng vị trí của nó là ok rồi các bạn. Đó, đây là hàng ngang mình đã chỉnh ok rồi các bạn, chuẩn chỉ không phải chỉnh nữa rồi. Còn tiếp theo nữa là hàng dọc nha các bạn. Hàng dọc thì mình cũng phải căng rồi, mình sẽ lấy cái cột của bạn, cái tảng cột của bạn để đặt vào vị trí mà các bạn buộc dây á là rất ok luôn. Nhưng trường hợp mà các bạn làm như này, chắc chắn là các bạn phải biết là cột ghép cột của bạn là 2 mét hoặc là 2m2, vị trí của nó phải cố định nhau bạn. Ví dụ như là 2 mét, các bạn buộc dây vào 2 mét thì các bạn chỉ cần chỉnh đúng tảng cột vào vị trí 2 mét là ok các bạn. Đây là hàng ngang mà mình đã cho ông thợ, hai ông thợ làm xong rồi. Tiếp theo nữa là một hàng đây đang chuẩn, đang chỉnh đây nhá các bạn. Đó, và tảng cột thì mình dùng hai lớp, lớp rưỡi là 35 phân nhá các bạn. Còn tảng trên thì 20 phân. Đó, đấy là mình đề phòng trường hợp bị lún, nên là mình phải dùng hai lớp, lớp rưỡi nó to hơn các bạn. Đó, hai ông thợ đang chỉnh. Nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn đừng quên xem hết video giúp mình. Còn nếu mà các bạn biết rồi thì mình cũng không nói làm gì cả, đúng không ạ? Đó, ông thợ đang chỉnh dây theo cái đường mực của tảng nhá các bạn xem nhá. Đó, rất là ok nhá. À, rồi như vậy là đã chỉnh xong nhá các bạn, hai hàng cột trên thì chỉnh hết rồi. Còn ở dưới các bạn thấy thưa thưa đó là ở phòng khách nên là không có cột. Đó, rất là nhanh thôi các bạn, nếu mà các bạn làm theo cách của mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Nếu mà các bạn có nhu cầu xem video của mình, các bạn có thể là đăng ký kênh để được cập nhật những video của mình trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.